Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video review sản phẩm của Vinmax. Và ngày hôm nay trước màn mình đây đó là một chiếc máy rửa xe. Mình sẽ review cho các bạn cách để mà mình sử dụng một chiếc máy rửa xe và các cái chi tiết bộ phận của máy. Nhìn qua hình dáng này chắc chắn là có nhiều khách hàng sẽ nghĩ rằng đây là Anovi 30S, nhưng mà thực ra nó là Anovi 25S. Nhìn giao diện diện mạo thì cực kỳ là giống 30S, chúng nó là anh em sinh đôi với nhau. Nhưng khác nhau là công suất, nó nhỉnh hơn nhau công suất một xíu. Về con 30S với 25S thì 25S sẽ rẻ hơn 30S khoảng tầm một củ khoai thôi mọi người ạ. Về khung máy thì là chắc chắn. Thiết kế bánh xe lớn ở phía đằng sau giúp chúng ta di chuyển máy rửa xe dễ dàng. Và phần phía trước máy sẽ được cố định mức cao su này, giúp máy sẽ đứng yên. Và quá trình mà mình sử dụng máy thì máy sẽ không gây ra tiếng ồn. Motor ở đây sử dụng motor 2.5 kW với tốc độ vòng quay là 1420 vòng trên 1 phút. Motor sẽ nằm ở phía bên trong và bộ phận của bơm sẽ nằm ở phía bên ngoài. Của bơm hoàn toàn là bằng đồng nhé, 100% là bằng đồng. Và motor cũng vậy, motor 100% là dây đồng, nên là khi các bạn sử dụng máy thì các bạn hoàn toàn yên tâm. Trong quá trình sử dụng máy, mọi người lưu ý một đặc điểm giúp mình, đó là mình sẽ phải tra nhớt vào phần đầu của bơm này. Và mình sẽ có thể kiểm tra được cái mắt nhớt bằng cách là chúng ta nhìn ở cái mắt nhớt ở bên cạnh này. Sản phẩm của Vinmax lúc nào cũng sẽ có tem bảo hành, là mọi người hoàn toàn yên tâm. Đồng hồ hiển thị áp suất khi mà chúng ta sử dụng máy. Bộ phận chỉnh áp. Đây là phần dây cấp nước ở cái chõ lọc rác. Qua hai lần lọc rác thì mới đi vào đường nước vào bên trong. Khi các bạn mua máy thì các bạn sẽ được tặng kèm một cuộn dây cao áp 15m. Và dây này thì chất liệu là dây bố thép, được làm từ 5 lớp nên là cực kỳ là dày và chất lượng. Đây là phần súng xịt. Súng cao áp này thì có chiều dài là 1m và lực xịt rất là lớn, đến 133. Sản phẩm này mình có thể xịt rửa được từng ngóc ngách. Nếu mà mọi người rửa xe hoặc rửa sân vườn mà mọi người không muốn dài thì mọi người có thể tháo cái phần này ra. Đối với cái phần đầu cong này thì mình sẽ xịt rửa ở các cái vị trí mà máy khó đi vào, ví dụ như các bộ phận của xe chẳng hạn. Có thiết kế giá được để mình có thể để được cái súng này ở đây. Có các cái đầu bếp khác nhau, từ 0 độ cho đến 40 độ. Sẽ tương ứng các màu sắc ở đây ạ. Màu đỏ là 0 độ, màu vàng là 15 độ, màu xanh là 25 độ và màu trắng là 40. Tùy nhu cầu sử dụng của các bạn, các bạn sẽ rút cái đầu bếp này ra. Mình sẽ lắp vào đây. Mọi người sẽ lắp vào cái đầu này, thao tác giống như mình đang làm ạ. Mọi người đẩy cái này nhẹ lại và mình để bếp lên, vậy là được. Với dòng Novi 25S hoặc là 30S thì mọi người, cái thiết kế cái ổ điện sẽ có hai kiểu thiết kế. Một là sẽ nằm đằng sau cái đầu bếp, hai là sẽ nằm liền ở phần vị trí này. Nên là khi mà các bạn mua máy thì sẽ tùy từng lô hàng về mà cái vị trí và ổ điện nó sẽ nằm khác nhau. Nên là mọi người đừng quá lo lắng về hai cái sự khác biệt này. Chiếc máy này vận hành như thế nào, làm sao nó có thực sự hiệu quả giúp đánh bay được cái bụi bẩn, các cái chất bẩn, giúp rửa sạch xe, rửa sạch sân vườn hay chuồng trại không, thì bây giờ chúng ta sẽ test máy ạ. Để mà máy hoạt động được thì đầu tiên các bạn nhớ là mình phải cắm điện nhé. Trong phần hộp số sẽ có công tắc tổng, các bạn sẽ mở công tắc lên và mình sẽ nhấn công tắc màu đỏ bên cạnh này. Đấy, máy đã hoạt động rồi. Mọi người có thể nghe thấy không? Cái tiếng ồn nó cực kỳ là nhỏ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xịt. Chúng ta sẽ lắp bếp 40 độ để xịt rửa xe máy nhé. Để xem nào có sạch không. Đấy, lực nó rất là mạnh. Các bạn sẽ bóp vào tay cầm và mình sẽ cầm chắc nhé. Mọi người có thể rửa sân cực kỳ là sạch. Cái lực nó lớn nên là tất cả bẩn ở trên sân hoặc sàn nó sẽ được đi hết.
các bạn đã được xem VinMark test máy cũng như là cách sử dụng vận hành một chiếc máy Anuvin 25S, một sản phẩm cực kỳ là hữu ích. Mình có thể sử dụng trong các cơ sở rửa xe, trong các gara hoặc là ngay trong gia đình chúng ta sẽ có thể sử dụng chiếc máy này để xịt rửa sân vườn, xịt rửa chuồng trại. Một chiếc máy rất là nhỏ gọn với chi phí trong tầm tay mà các bạn có thể sở hữu nó. Để biết thêm thông tin về dòng sản phẩm Anuvin 25S thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024-3838-3456 hoặc là truy cập vào website máymócviet.vn. Tại website máymócviet.vn, các sản phẩm mới luôn luôn được bên mình update từng ngày và từng giờ. Nên là nếu cần sản phẩm nào thì mọi người có thể lên đấy để mình có thể tìm hiểu, hoặc là mọi người có thể gọi điện trực tiếp đến số hotline để được các tư vấn viên của VinMark tư vấn cho mọi người ạ. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau của VinMark ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.